Kính chào tất cả các bậc phụ huynh, xin chào các bạn nhỏ của trường mầm non Sa Mai thân yêu. Dịch Covid đã làm cho chúng ta xa nhau khá là lâu rồi phải không các con? Các con có nhớ cô không? Còn cô thì rất là nhớ các con đấy. Nhưng các bạn nhỏ ơi, các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Vì cô tin chắc rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong một ngày không xa phải không nào? Trong những ngày nghỉ dịch ở nhà, các con đã làm được những gì để phụ giúp bố mẹ chúng mình? Theo như cô được biết, các con đã phụ giúp bố mẹ được những công việc rất là giỏi đấy. Như là khi chúng mình chơi đồ chơi này, chúng mình sẽ tự biết cắt đồ dùng đồ chơi và đúng nơi quy định. Hay còn một số bạn sẽ làm việc cùng bố mẹ. Trong hoạt động ngày hôm nay, cô Lan sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp quần áo nhé. Để thực hiện hoạt động này, cô đã chuẩn bị một chiếc quần, một chiếc áo và một chiếc khay, để khi chúng mình gấp quần áo xong, các con sẽ gấp quần áo và để trên chiếc khay các con nhé. Trước tiên, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp chiếc quần này. Cô sẽ trải chiếc quần ra bàn. Sau khi trải xong chiếc quần, cô sẽ dùng tay miết thật phẳng chiếc quần cho cô. Các con nhớ miết thật phẳng ống quần nhé. Sau khi miết phẳng chiếc quần xong, cô sẽ gập đôi chiếc quần lại. Chiếc ống quần. Sau khi miết phẳng chiếc ống quần xong, cô sẽ gập đôi chiếc ống quần lại. Và cô lại dùng tay miết thật phẳng. Cuối cùng, cô sẽ gập đôi một lần nữa nhé. Vậy là cô vừa hướng dẫn chúng mình cách gấp chiếc quần rồi đấy các con. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn chúng mình cách gấp chiếc áo nhé. Cô trải chiếc áo ra mặt bàn. Sau khi trải xong chiếc áo, cô sẽ dùng tay miết thật phẳng chiếc áo. Nhớ phải miết thật phẳng ống tay áo nhé. Sau khi miết phẳng chiếc áo xong, cô sẽ gập cánh tay áo lại và miết thật phẳng ống tay áo. Cô lại gập ống tay còn lại. Gập xong ống tay áo, cô sẽ gập đôi chiếc áo lại. Và các bạn nhỏ, hãy cùng cô miết thật phẳng nào. Sau đó, cô lại gập đôi một lần nữa. Và miết thật cho thật phẳng nhé. Các con ơi, vậy là cô vừa hướng dẫn chúng mình cách gấp chiếc áo rồi đấy. Gập quần áo là một công việc rất là đơn giản phải không các con? Các con nhớ khi ở nhà chúng mình phụ giúp bố mẹ những công việc đơn giản như gấp quần áo hôm nay cô hướng dẫn này. Các con hãy gấp quần áo và nhờ bố mẹ quay lại clip gửi lại cho cô nhé. Cô xin chào và mong sớm được gặp lại các con.